Dạ, lời nói đầu tiên cho hai anh em và Thái xin gửi lời chào đến tất cả quý bà của chú anh chị. Thì hôm qua đến giờ ở trên mạng xã hội rất là bức xúc về cái câu chuyện người cha dượng đã có hành động tác động đến bé trai, hình như là bé trai là mới được khoảng 3 tháng tuổi cũng đã tử vong rồi anh chị. Rất là bức xúc, và hiện tại em và tất cả anh em ở đây cũng đang có mặt ở thị trấn Long Điền. Nhưng mà hiện tại anh em đến đây để mà tìm hiểu và câu chuyện, nhưng mà người dân người ta cung cấp thông tin ngoài này nọ nhưng mà không thể nào chia sẻ tại vì hiện tại cơ quan đang điều tra. Thì cho nên là anh em ở đây để mà đưa cái clip này, mong rằng quý ông bà của anh chị cộng đồng mạng xem hãy chia sẻ mạnh để mà răn đe về cái câu chuyện cha dượng bạo hành người con riêng mình. Nhưng mà ở đây rất là bức xúc về cái câu chuyện bé này, hình như là một người mẹ mới được có 15 tuổi thôi, cha dượng mới 19 tuổi quý bà của anh chị. Và câu chuyện này như thế nào thì em sẽ mời tất cả quý bà của anh chị nhường lời cho Thái sẽ phân tích về cái câu chuyện này. Mời Thái. Dạ thì Thái cùng với anh Đầu Chọc thì cũng một lần nữa gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị ha. Thì vừa qua thì cô chú anh chị mình cũng đã biết rất là nhiều những cái câu chuyện về cái vụ mà bạo hành này kia, giống như cái câu chuyện của bé Văn An đó anh Chọc. Đó thì mọi người cũng đã lên án rất là khắt khe về cái vấn đề đó. Và hiện nay lại tiếp tục một cái câu chuyện nữa là của một cái bé trai này là 3 tháng tuổi của chú anh chị. Cái người mẹ và cái người chồng hờ đó là gọi là cha dượng đó, là tác động vật lý đến mà đến khi mà bé ra đi luôn của chú anh chị. Thì có thể là nhiều của chú anh chị mình vào xem thì chưa hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này. Thì bây giờ Thái cũng xin là nhín vào một chút xíu thời gian để mà tiếp thông tin đến cho quý của chú anh chị. Thì theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 16 tháng 8 là được tiếp nhận cái thông tin của một cháu trai 3 tháng tuổi là con của chị THBL 15 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú thành phố Cần Thơ, đã ra đi mãi mãi của chú vậy. Trên người thì có nhiều cái vết thương. Thì mà khi công an huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu đến hiện trường thì ở nhà thì có cái người cha hờ, người chồng hờ là cha dượng đó, là anh NMB 19 tuổi đó, ngụ tại tổ 8 khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, để mà làm việc của chú chị. Thì theo cơ quan điều tra thì khi mà đến hiện trường thì bé trai thì cũng đã ra đi rồi. Thì trên người thì có rất là nhiều cái vết thương của cô chú chị đó. Thì theo cái người dân chia sẻ là khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 8 là nghe thông tin của bé là đã ra đi á, thì gia đình cũng có đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2, nhưng mà sau đó thì cũng đưa về, vì cái gia đình của mà cháu này nè là cũng khó tiếp cận, nên là người dân hàng xóm người ta cũng khó mà lại thăm hỏi lắm. Thì theo phóng viên á, thì khi mà bé được vào bệnh viện Nhi Đồng á, khi mà bác sĩ chẩn đoán á, là bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 xương đùi trái, gãy xương cánh tay hai bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng đó cô chú anh chị ơi. Thì khi mà bác sĩ chẩn đoán như vậy thì trong cái tình trạng là bé thì cũng đã nguy kịch lắm rồi cô chú anh chị đó. Thì tại khoa cấp cứu thì cháu bé là có biểu hiện là lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân, tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực, với nhiều vết chảy xước trên da mặt, rồi cổ tay chân hai bên biến dạng bên tay trái, gãy xương trái đang có nẹp cố định đó. Thì sáng ngày 31 tháng 7 thì cháu đã được mẹ làm thủ tục và xuất viện và chẩn đoán bị viêm phổi của chú anh chị. Thì nhiễm trùng huyết, gãy xương và vết thương phần mềm xuất huyết não. Trong khi đó là khi mà bé trong cái tình trạng đó thì mẹ đã thường xuyên lên mạng xã hội để mà đăng tải những cái hình ảnh của bé để mà nhờ mạnh thường quân để mà giúp đỡ đó. Thì vừa qua thì cái thông tin mà Thái đã cập nhật về cái vụ việc của bé trai này, thì mời anh Chọc và tiếp tục mình nói đánh vào cái vấn đề này đi cô chú anh Chọc ơi. Và thật sự ra khi mà anh em đây là những cái tờ báo chính quy, báo này em xin thông tin đây là báo của Vietnamnet ha. Nói chung là rất là nhiều tờ báo đã đăng tải lên, toàn là những tờ báo chính quy ở Việt Nam thôi quý bà anh chị. Nếu mà quý bà anh chị không tin thì xem vô những tờ báo. Ở đây anh em nhận được cái thông tin từ trong anh em YouTube, và anh em sáng nay cũng đã chạy lên để mà tiếp cận cái ngôi nhà và hàng xóm. Nhưng mà thật sự ra đây hàng xóm người ta chỉ chia sẻ và hỏi chia sẻ nói, nhưng mà ghi hình là không cho những bạn chị, tại vì hiện tại ở đây là có mối chốt là giống như là người cha bạo hành người cha dượng bạo hành người con mới mà
rất là sốt, tại vì bé mới được có 3 tháng tuổi là chưa hiểu, chưa có được gọi là biết gì cả của anh chị. Mà đưa những cái hình ảnh mà khi mà bé trong bệnh viện đưa lên trên mạng, có thể là đưa lên mạng để giống như là như thế nào thì Chập không khẳng định được. Nhưng ở đây mình rất là bức xúc về cái câu chuyện người cha dưỡng mới rất còn trẻ, và thậm chí người mẹ ruột của bé này cũng rất còn trẻ, mới có 15 tuổi, người cha dưỡng này mới 19 tuổi. Nếu mà quý ông bà quý anh chị mình xem và chia sẻ mạnh, Linh mình sẽ xử được cái người cha dưỡng này cho lội ra ngoài xã hội. Vậy vì không, trong khi mà mình sẽ đưa ra một cái quyết định nó thấy mà sau này cho nó về, nó sẽ đi lấy một cái người nào đó khác rồi nó hành động tiếp tục như vậy. Đúng rồi. Đúng không? Và ở đây là con bé, thằng bé này mới có 3 tháng tuổi mà hành động làm như thế nào. Anh nghe nói là trước khi đó là có hai vợ chồng có cãi lộn gì đó, mà không biết là có hay không, tại vì hồi sáng cái chị đó chỉ nói đó là có cãi lộn trước đó là 1-2 ngày có cãi lộn, mà không biết vì vấn đề như thế nào. Thì thật sự ra đây là một cái câu chuyện mà cha dưỡng bạo hành rất là nhiều và phổ biến ở Việt Nam trong khoảng thời gian đây, nhưng mà hiện tại bây giờ nó lắng động xuống, bây giờ là tiếp tục lại nữa. Nhưng mà không biết là người cha dưỡng này hiện tại cơ quan đang như xử lý luôn không Thái, cho nên là đang điều tra, cho nên những anh em không có thể nào nói sâu vô được cái vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh em muốn đăng tải cái video này cho quý bà quý chị biết để răn đe những người cha dưỡng sau này và những gia đình hoặc là bên cái gọi là bên mẹ của cái bé này á, nếu mà có xem được những clip, anh em hãy cố gắng liên lạc với anh em để có thể hoàn cảnh như thế nào. Anh cũng nghe nói là lúc trước là căn nhà này đó là của mẹ bé với bé đó, lúc là chưa ở với cha dượng, là có mạnh thường quân họ trao là cho, không biết mà có hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà thật sự ra là khi mà xem được là Thái cảm thấy như là một bé 3 tuổi mà bị một người cha dượng 19 tuổi, nói chung tuổi đời còn rất là trẻ luôn mà có hành động như vậy, thì Thái suy nghĩ gì sao về cái vấn đề này? Ở đây là mình không nói gì, tại vì cái vấn đề cái người mẹ là cái người mẹ ruột mà lại tiếp tay cho cái người chồng hờ của mình, lại mà tác động con ruột của mình, cái người con mà mình đã đứt ruột đẻ ra, nó mà lại tiếp tay để mà đối xử với một đứa bé là nói chung là rất là nhỏ luôn, nó chưa có hiểu, nó chưa có biết vấn đề gì hết trơn, chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi cô chú anh chị, nó chưa có biết cái vấn đề gì xảy ra mà lại tác động nó như vậy, một cái cơ thể rất là mềm yếu luôn mà làm cho tới mà xúc huyết não, rồi nào là gãy xương tay, gãy xương chân, thì khi mà bác sĩ chẩn đoán thì rất là xót xa cô chú anh chị đó. Anh nghe và nói cho là, đến nỗi là bị viêm sọ não luôn, là bị viêm sọ não luôn và cho đến nỗi là bé đã ra đi luôn cô chú anh chị, không thể nào mà chịu đựng được cái sự bạo hành như vậy của chú anh chị. Kể cả chúng ta là cái người xa lạ đây nè, em và anh Chọc là một cái người không có máu mủ ruột gà gì hết, nhưng mà khi nghe đến cái câu chuyện này thật sự rất là bức xúc của chú anh chị. Và tụi em cũng cố gắng tìm đến cái huyện này, huyện Long Điền của hành của bậc của Vũng Tàu, nhưng mà khi mà đến trên nơi thì khó tiếp cận để mà ghi hình lắm của chú anh chị, nên là anh em muốn lên cái video này cũng như là găng đe, mong của chú anh chị mình chia sẻ để mà cho những cái bậc làm cha làm mẹ giống như là đã tan vỡ kia đó, khi mà kết hợp ở với nhau thì mình phải biết yêu thương lẫn nhau, không phải là con mày con tao hay là cái gì đó, nhưng mà con nít mình cứ suy nghĩ là con nít nó là một đứa trẻ vô tội, nó không có tội gì hết mà chúng ta lại chút giận lên nó thì chẳng khác nào là chúng ta là một cái kẻ là ác độc vô nhân tính đó. Thì bây giờ cái sự việc thì bé thì cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Thì hiện nay thì hai vợ chồng thì cũng đã bị cơ quan tạm giữ để mà điều tra. Thì chắc có lẽ thì cái câu chuyện này thì cũng sẽ giống như cái câu chuyện của bé Văn An đó cô chú anh chị. Đó. Anh bức xúc về cái câu chuyện này ở vấn đề của người mẹ. Người mẹ như thế nào? Nếu mà người chồng hờ của mình á, tức là người cha dượng của con bé 3 tháng tuổi này, nếu mà người mẹ khi mà những người cha dượng đến sau, người chồng đến sau làm cái hành hung hoặc là những cái cử chỉ tay chân với người con mình phải liền báo tới cơ quan, đúng không Thái? Mình phải báo cơ quan liền để cho cơ quan người ta can thiệp, hoặc là hội phụ nữ trong đó người ta can thiệp cho mình. Nếu mà mình ở trên đó không có ai, không có người thân, mình sẽ nhờ địa phương đó để đến hỗ trợ và giúp đỡ mình bảo vệ con mình và mình. Bây giờ nè, trong khi đây người mẹ mới có 15 tuổi mà đã sinh con 3 tháng tuổi rồi. Cái tuổi đó anh thấy thật sự ra mà chưa hiểu biết là nhiều đâu Thái, mới đúng 15 rồi. Tuổi rồi đúng không? Suy nghĩ họ cũng không có chín chắn bằng như anh em mình nữa. Và người cha dượng 19 tuổi là đủ tuổi luôn. Khi mà ăn ở với cái người này
Nè Thái, đó là cũng là một cái sai trái chưa đủ tuổi, người mẹ chưa đủ tuổi mà. Đúng rồi. Thứ hai nữa là về ở chung nhà còn đụng tay chân với con bé mới 3 tháng tuổi thì quý bà quý anh chị nếu mà không đăng tải những cái video và thông tin trên đây thì không thể nào mà răn đe những người cha dượng được. Cho nên là anh em đến cố gắng làm sao để mà tiếp cận được ngôi nhà và hàng xóm, nhưng thật sự ra khi mà đã đến rồi, ở đây người ta rất là bức xúc. Mộc thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì rất là bức xúc. Lên đó mà quý anh chị hỏi cái thị trấn đó ai cũng biết điều, biết có câu chuyện này. Thì đúng ra hơn là tối anh em mình đi, nhưng mà thật sự anh em mình nhận được tin đồng nghiệp báo đó rồi rất là khuya, không thể nào lên đó. Thì sáng 6 giờ sáng anh em chạy lên đây và chia sẻ lên cho quý bà chị, nhưng mà thật sự không ghi hình gì được cả. Tại vì căn nhà đó hiện tại cũng đang bị niêm phong và cũng không thể nào mà chia sẻ. Và anh em tìm một cái quán cà phê ở đây để mà truyền tải thông tin quý bà chị. Ở đây đó, tại sao mà anh em lại lên đây trên clip nên nói như thế này? Tại vì có nhiều quý anh chị trên cộng đồng mạng sẽ không xem được báo chí. Và anh em đăng tải lên YouTube và cộng trên cái mạng xã hội này để truyền tải đến cho quý bà quý chị. Thì những hình ảnh hoặc là cái thông tin hoặc là cái cha dượng này với thằng bé này anh em sẽ để lên trên màn hình cho quý bà quý chú chị mình thêm. Thì Thái có ý kiến gì thêm nữa không Thái? Thì hôm qua đây thì chắc cô chú anh chị của mình cũng rất là bức xúc. Không riêng gì em với anh đâu. Đó vì cái câu chuyện này là nói chung là nó đã quá vượt quá cái giới hạn rồi. Tại vì một cái đứa bé nó không có cái gì gọi là nó vô chi vô thức đó, chỉ có 3 tháng tuổi đúng không cô chú anh chị, mà lại có những cái hành động mà cho đến nỗi là bé bị nói chung là chấn thương tất cả bộ phận cơ thể luôn. Anh thấy như cái chỗ khúc này nó bị gì đó Thái? Nó thì cứa thấy là mai cái cần cổ của bé là thấy là mai lại luôn cô chú anh chị, là mắt là sưng hết trơn, nói chung là nhìn rất là tội của chú anh chị. Mà trong cái thời gian mà bé đang nằm viện mà không biết như thế nào mà cái người mẹ lại chụp hình con mình lại mà đăng tải lên trên Facebook để mà cầu cứu cộng đồng mạng, để mà xin lon sữa, xin những cái lon sữa. Thật sự đây là một cái hành động vô nhân tính, cái hành động mang rợ luôn của chú anh chị. Nó hành hạ con của mình như vậy mà còn lại đăng lên để mà cầu cứu cộng đồng mạng, mà nghe nói đâu đó thì cũng được mạnh thường quân giúp đỡ gì đó. Đó thật sự mà khi mà có câu chuyện này nó xảy ra rồi á, khi mà bé đã không còn nữa thì sự việc này nó phơi bày ra rồi á, thì chúng ta phải nhìn nhận là cái người mẹ là như thế nào. Thái nói cái câu đó thì đó, anh mới nhớ chợt lại thì anh có xem những cái clip anh em cũng có trên TikTok á đăng lên này, thì anh xem được cái bình luận trong mạnh thường quân á, họ người ta bình luận trong đó rất nhiều. Tôi rất là bức xúc, tôi là mạnh thường quân, tôi đã trao cái hoàn cảnh cho bé này rồi, nhưng mà hiện tại báo chí này nọ đăng tải lên thì bỡ ngẽ ra. Đây là một cái câu chuyện có sắp xếp hay là mình không biết, nhưng mà khi mà đưa bé lên cho bệnh viện đó thì chồng hay là vợ gì đó đăng tải những cái hình ảnh lên để mà giống như là lấy tiền mạnh thường quân. Thì ở đó thì mạnh thường quân người ta không biết, người ta nói thật sự ra là bé là rất là tội thì người ta trao tiền thôi. Nhưng mà vỡ lẽ ra khi mà cơ quan người ta đăng tải những cái hình ảnh, những cái câu chuyện này lên thì mạnh thường quân mới biết được câu chuyện. Và cái câu chuyện mà khi mà có tác động này nọ lên rồi xong rồi làm tiền nằm nọ thì cái đó thật sự hai anh em mình không hoàn toàn không biết về vấn đề đó. Anh em chỉ bức xúc và chia sẻ lên cho quý bà quý anh chị biết là đây là một người cha dượng còn rất là trẻ tuổi và người mẹ rất là nhỏ tuổi. Và tại sao có phải là người mẹ bao che hay không Thái, đúng không? Nếu mà rồi, xảy ra được là mới vừa xảy ra là mình phải báo cho cơ quan, người ta sẽ bảo vệ mình hoặc là người ta có một cái biện pháp gì đó, người ta sẽ ngăn ngừa hoặc là người ta trị như thế nào. Mà khi mà đưa vô bệnh viện này nọ, bệnh viện mới hình như là bệnh viện mới báo cho cơ quan, lúc đó là mới là phát hiện ra đó. Đáng lẽ ra mình là một cái người mẹ, mình đã dở lỡ với cái người chồng trước rồi, mình đã có một đứa con. Khi mà mình đến với cái người sau này á, mình phải lựa chọn như thế nào? Cái người sau này phải yêu thương con của mình. Khi mà yêu thương con mình thì mới yêu mình được. Đằng này á, khi mà về sống chung với nhau thì lại có những hành động như vậy. Mà bên cạnh đó thì cái người mẹ này lại tiếp tay nữa. Đó. Nhưng mà không biết là yêu bằng cách nào mà lại có những cái hành động như vậy của chú anh chị. Mà trong cái thời gian đó là bé chỉ mới 15 tuổi, mà khi mà bé mang thai đó, thì cô chú anh chị nghĩ đi, mang thai 9 tháng 10 ngày thì có thể là bé là cái lúc mà bé 14 tuổi là bé đã mang thai rồi, tới 15 tuổi là bé mới sanh được 3 tháng đó. Bây giờ thật sự ra nếu mà thằng cha dượng này xử ra là đi luôn, tại vì
quan hệ với một cái người chưa đủ tuổi, và bạo hành và đánh gây thương tích và đến gây đến tử vong cho bé mới có 3 tháng tuổi thôi quý bà quý anh chị. Và có thể là câu chuyện này rồi sẽ lôi luôn người cha ruột của thằng bé này ra nữa. Tại vì quan hệ với bé và cặp kè với bé chưa đến tuổi, mới có 14 tuổi. Tại hiện tại bây giờ bé được 15 tuổi. 15 tuổi mà 9 tháng 10 ngày là khoảng 1 năm trước không, mới có 14 tuổi hoặc là 13 tuổi mấy thôi. Đó. Thì hiện tại bây giờ anh em đăng tải những cái video này lên thì mong rằng quý bà của chú anh chị mình chia sẻ và những hình ảnh về người cha dượng với bé này anh em sẽ đăng tải lên. Mong rằng quý bà anh chị chia sẻ lên để rộng rãi cho phổ biến, để mà có thể là người ta gọi là răn đe được những cái trường hợp khác nữa. Đúng rồi. Không có xảy ra chuyện này. Tại ngày xưa đó là bé Quang An á, bé Quang An còn lớn, còn bé này mới có 3 tháng tuổi, bé trai mới 3 tháng tuổi của anh chị. Nó không biết gì cả, nó là người vô tội. Đó, thì anh em mình xin hết clip đây, và anh em có những cái thông tin gì anh em sẽ truyền tải tiếp cho quý bà anh chị mình ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình có ý kiến thì hãy để lại phần comment ở dưới phần bình luận để cho mấy anh em có thể là tiếp tục theo cái câu chuyện này, để mà cố gắng để mà cập nhật liên tục về câu chuyện này từ phía cơ quan chính quyền khi mà có thông tin mới, lấy lại cái công bằng cho lấy bé lại công bằng cho bé trai 3 tuổi của chú anh chị. Thật sự qua câu chuyện này thì rất là bức xúc luôn. Thì thôi em với anh Đầu Chọc cùng với mấy anh em cũng gửi lời chào cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi cái video này. Mong là cô chú anh chị mình hãy chia sẻ mạnh tay để mà răn đe những cái người chồng hờ, những cái người mà cha dượng, để mà tránh trường hợp giống như bé trai này cô chú anh chị. Rồi bye bye tất cả mọi người nha. Dạ bye bye tất cả quý anh chị.